Người ta thường nói đông như họp chợ. Thế nhưng câu nói ấy không còn đúng trong thời điểm dịch bệnh tại Hà Nội, và lại càng không đúng khi các chợ tại quận Tây Hồ đã phát phiếu vào chợ để hạn chế người mua bán hàng ngày. Căn cứ vào danh sách các hộ dân trên địa bàn phường, chúng tôi đã tiến hành phát phiếu đi chợ đến toàn bộ dân trên địa bàn phường theo cách thức là cách một ngày đi một ngày. Để triển khai công tác phòng dịch thì đối với chợ thì chúng tôi cho đóng hết tất cả các cổng phụ. Đối với cổng chính thì chúng tôi bố trí một luồng ra một luồng vào, bố trí cán bộ đo khử khuẩn, bàn để dung dịch khử khuẩn và kiểm tra thân nhiệt toàn bộ các lượng ra vào chợ. Đồng thời thì cũng tăng cường lực lượng dân phố, dân phòng, lực lượng tự quản để thứ nhất đảm bảo công tác an ninh, thứ hai là giữ gìn khoảng cách, tuyên truyền để bà con thực hiện đúng khẩu hiệu 5K. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường triển khai bắt đầu từ ngày 26 tháng 7. Sắp tới thì tất cả sẽ được Ủy ban Nhân dân quận và Phòng Kinh tế sẽ triển khai tới các chợ trên địa bàn quận Tây Hồ. Với những biện pháp nhanh chóng, kịp thời để phòng chống dịch bệnh, tâm lý của người đi chợ cũng đã thoải mái, yên tâm hơn rất nhiều. Và dù phải xếp hàng, kiểm tra phiếu, đo thân nhiệt, thế nhưng ai cũng vui vẻ và sẵn lòng chờ đợi. Bác thấy cứ làm được như thế này là rất tốt. Này là ổn vì tới chợ nó đỡ đông. Thấy như thế rất là thuận lợi. Thì va ra vào mọi người rất là trật tự, không phải chen chúc nhau. Chợ rất là vắng. Mà nói chung là mọi người giãn cách như thế này là rất tốt. Chúng tôi cũng đang mong thế cho nó giãn ra. Cô vào đi chợ thì là cô đi qua chốt thì là sát khuẩn tay rồi đo thân nhiệt và cô có phiếu đi chợ hàng ngày. Đấy. Đây là một cái biện pháp giãn cách phòng dịch rất là tốt. Dân chúng tôi cũng đồng tình ủng hộ thế. Bên cạnh những hộ dân được phát phiếu vào chợ, một số hộ do đi vắng hoặc thay đổi nơi ở nên chưa nhận được phiếu, họ phải quay về để nhận phiếu tại tổ dân phố của mình. Chưa thấy phát phiếu, mình có hỏi đến tổ dân phố hay không ạ? Mình chưa hỏi, nhưng mà mình mới nghe thông tin hôm qua bảo là giờ Hà Nội sẽ phát phiếu. Quay về mình xin phiếu rồi nhé. Ngoài việc hạn chế người ra vào chợ theo ngày và theo khung giờ, tại chợ Phú Gia cũng lắp đặt thêm các mảnh tre bằng ni lông nhằm hạn chế tiếp xúc, ngăn giọt bắn giữa người bán và người mua.